Hà Nội có thêm 2.811 ca nhiễm mới sát cov 2 quận đống đa nhiều nhất. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 8 tháng 1 đến 18 giờ ngày 9 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 2.811 ca nhiễm mới sát cov 2 Các ca nhiễm mới phân bố tại 405 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đống Đa 136, Hai Bà Trưng 123, Bắc Từ Liêm 112, Ba Đình 105, Hà Đông 102. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 70.958 ca. Tính đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được gần 13 triệu mũi vaccine phòng sát COVID-2. Trong đó, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 đạt 98,8%. Tỷ lệ người trên 50 tuổi được tiêm mũi 2 đạt 96,2%, 99,3% trẻ từ 15 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1. 91,7% được tiêm mũi 2, trẻ từ 12 đến 14 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99,4%, tiêm mũi 2 đạt 86,6%. Thành phố đang có 38.038 trường hợp F không được điều trị theo 3 tầng, trong đó, tầng 1 là 35.655 người, tầng 2 là 1.655 người và tầng 3 là 390 người. Các địa phương của Hà Nội cũng đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine tại nhà để hỗ trợ người cao tuổi, người có bệnh nền. Đoàn thanh niên tiếp tục vận động xã hội hóa hỗ trợ hàng trăm bình oxy cho công tác điều trị. Theo Sở Y tế Hà Nội, ba giải pháp chính để phòng chống dịch COVID-19 hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vaccine, cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.